Tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, hôm nay tiếp tục phát hiện thêm hai tàu tuần tiễu tấn công nhanh và tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc hoạt động tại khu vực giàn khoan HD981 đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Ngoài hoạt động cản trở các tàu hải giám hải cảnh Trung Quốc bảo vệ giàn khoan HD981 thì vào lúc 7 giờ 37 phút, Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện cách giàn khoan của Trung Quốc 11 hải lý có tàu tuần tiễu tấn công nhanh 753 của Trung Quốc. Vào lúc 11 giờ 45 phút, cách giàn khoan HD981 10 hải lý, ngay trước mũi tàu Cảnh sát biển 8003 2,2 hải lý, Cảnh sát biển tiếp tục phát hiện thêm tàu hộ vệ tên lửa 534 của Trung Quốc. Các tàu trên đang tham gia bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Hai tàu này thường xuyên cản trở hoạt động thực hiện nhiệm vụ của tàu CBS 8003 của Cảnh sát biển Việt Nam. Từ tối hôm qua cho đến thời điểm này, báo chí trong nước và quốc tế đưa tin rất là nhiều tin bài về sự kiện Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế cung cấp thông tin cho báo chí về việc Trung Quốc tổ chức hạ đặt trái phép giàn khoan dầu HD981 trong vùng biển thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời công bố những cái hình ảnh Trung Quốc dùng nhiều tàu với sự yểm trợ của máy bay chủ động đâm vào các tàu của Việt Nam, làm hư hỏng nhiều tàu, thiết bị và làm một số thủy thủ trên tàu của Việt Nam bị thương. Có thể nói hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại vùng biển của Việt Nam đang gây nên mối lo ngại rất lớn bởi nó gây bất ổn trên Biển Đông và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới. Trong ngày hôm nay, thì các phóng viên của truyền hình Việt Nam đã ghi nhận được nhiều ý kiến của các học giả trong nước và quốc tế bày tỏ quan điểm và sự lo ngại của mình về sự việc này. Theo Công ước của Luật Biển năm 1982, mỗi quốc gia ven biển đều có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải của mình không vượt quá 12 hải lý kể từ đường cơ sở. Còn vùng đặc quyền kinh tế không được mở ra quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở. Các quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về kinh tế và quyền tài phán đối với vùng lãnh hải 200 hải lý này, bao gồm vùng nước, không phận và lòng đất dưới đáy biển. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 80 hải lý là vi phạm Công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 82 quy định rằng trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý này, tất cả những cái tài nguyên thiên nhiên trong này là thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Trường hợp Trung Quốc đưa vào mặc nhiên xem là của họ, chính cái hành động này để vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 82. Thứ hai là hành động này làm phức tạp thêm cái tình diễn biến an ninh ở khu vực Biển Đông, đã vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, vi phạm cái tuyên bố các bên ứng xử Biển Đông DOC năm 2002 mà trên Trung Quốc ký kết. Họ đi ngược lại những điều lãnh đạo Trung Quốc đã ký kết với Việt Nam và ASEAN. Về mặt nguyên tắc, Trung Quốc không được phép đưa giàn khoan vào và đưa một lực lượng hải quân hùng hậu vào để mà hỗ trợ cho cái việc đó. Đây là một chính sách trên miệng hố trên thành. Đấy là tính nghiêm trọng và nó vi phạm ba cái nội dung cơ bản. Thứ nhất là vi phạm hai cái văn kiện quan trọng về cấp nhà nước và chính phủ của Việt Nam và Trung Quốc. Đó là cái tuyên bố chung tại Bắc Kinh tháng 6 năm 2013 và cái tuyên bố chung tại Hà Nội giữa hai thủ tướng tháng 10 năm 2013. Các học giả cho rằng hành động của Trung Quốc đưa cùng lúc 80 tàu quân sự cùng các loại tàu khác vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời dùng các tàu hải giám, hải cảnh và ngư chính chủ động đâm thẳng vào các tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam là hành động vũ lực để thay đổi hiện trạng trên Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình của cả khu vực, an toàn và an ninh hàng hải trên Biển Đông. Việt Nam đã thiết lập đường cơ sở và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình theo luật pháp quốc tế. Điều đó có nghĩa là Việt Nam và chỉ có Việt Nam có quyền chủ quyền đối với vùng biển này và các tài nguyên trong vùng biển này, cũng như trên khu vực thềm lục địa này. Bây giờ Trung Quốc đã xâm phạm vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với một giàn khoan lớn được thiết kế để khai thác những tài nguyên là tài sản thuộc chủ quyền của Việt Nam, không phải của ai khác mà không được phép của Việt Nam một cách bất thình lình. Mà họ không chỉ đưa vào đây một giàn khoan, có thể được coi là một tàu thương mại mà còn mang vào hàng chục tàu khác, đó là số lượng tàu rất lớn. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc đang chiếm vùng biển thuộc về Việt Nam. Và sự có mặt của tàu quân sự đã thay đổi hoàn toàn chiều hướng cuộc xung đột tại khu vực Đông Nam Á. Tôi nghĩ rằng cũng phải vào căn cứ pháp lý
thì quốc tế, bởi vì là cái luật biển và các cái giao ước, các cái quy ước như là DOC và đang tiến tới COC chẳng hạn, thì đều là những cái văn bản nó đã có tính chất là tránh những cái cuộc va chạm thì Trung Quốc đã vi phạm vào những cái như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là phải đưa ra trước dư luận quốc tế nói chung và thậm chí đưa ra trước luật pháp quốc tế. Không thể chấp nhận được một cái hành vi mà có thể gọi là dùng bạo lực, tức là cậy thế của mình ấy, để mà làm những cái việc mà bất chấp đến cái công ước quốc tế cũng như là chủ quyền của một quốc gia độc lập khác. Thì tôi cho rằng là đây là một cái hành vi theo tôi là hết sức nguy hiểm và có thể nói là đe dọa trực tiếp đến cái ứng xử Biển Đông. Việc đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam của Trung Quốc là bước leo thang căng thẳng mới mà Trung Quốc đơn phương tiến hành. Tiếp sau các tàu hải giám, tàu cá của Trung Quốc cắt cáp, phá hoại thiết bị của tàu Bình Minh 02 và Viking 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vào năm 2011 và năm 2012, cũng như việc Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc công bố mời thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, trồng lấy các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 của Việt Nam. Trước những hành động trái phép của Trung Quốc trong việc đưa giàn khoan HG981 và một số lượng lớn tàu hải cảnh, hải giám và ngư chính đâm húc phun nước áp lực cao làm hư hại một số tàu kiểm ngư đang thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, trong những ngày qua thì nhiều người dân trong nước đã thể hiện sự bất bình và cho rằng việc làm này của phía Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và vùng chủ quyền của Việt Nam, đồng thời đề nghị Trung Quốc cần sớm chấm dứt ngay việc làm sai trái này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo dõi những diễn biến trên Biển Đông những ngày qua, nhiều người dân cho rằng việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan HD981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động ở khu vực này là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đây là việc làm không thể chấp nhận. Tôi thấy rằng phía Trung Quốc nên đưa cái giàn khoan này về và tôi nghĩ rằng là điều này sẽ càng sớm càng tốt, nếu không để lâu cũng càng ảnh hưởng đến cái tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Trung Quốc, mà điều này nó ảnh hưởng đến lòng tin của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc, nó ảnh hưởng đến cái hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Tàu Trung Quốc nó làm như vậy thì nó vi phạm một cái luật pháp quốc tế, mà trong cái thời kỳ hòa nhập hiện nay tất cả với nhau là phải giải quyết theo cái luật của quốc tế, theo cái pháp luật, chứ không thể là làm theo cái kiểu mà làm theo kiểu mà mình muốn làm, mà làm theo ý của mình mà không theo cái pháp luật theo cách đây mấy ngàn năm được. Qua các hình ảnh cũng như qua các cái thông tin của các cái phương tiện thông tấn báo chí trong những ngày vừa qua thì nó thật sự là người dân, chứ chưa nói tôi là nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân Hoàng Sa, tôi cũng thấy rất là bức xúc, rất là căm phẫn về cái thái độ ngang ngược của cái Trung Quốc. Trước các hình ảnh của các tàu Trung Quốc đã luôn ép các tàu kiểm ngư của Việt Nam trong lúc làm nhiệm vụ, gây hỏng hóc và làm bị thương một số người thuộc lực lượng kiểm ngư Việt Nam, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự bất bình và cho rằng đây là một hành động mang tính gây hấn, vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 DOC và các thỏa thuận có liên quan khác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng hành động Trung Quốc dùng tàu để tấn công các tàu của Việt Nam ở trên biển là hành động khiêu khích, tổn hại đến cái quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước. Tôi nghĩ rằng đây là cái tham vọng của Trung Quốc. Họ đưa ra các cái lý lẽ mà không có căn cứ để mà đòi chủ quyền ở trên Biển Đông. Do đó nó vi phạm đến cái chủ quyền của Việt Nam, của Philippines và của nhiều nước khu vực nữa. Thì cái điều đó là điều không thể chấp nhận được. Theo dõi những diễn biến tại Biển Đông những ngày qua, nhiều người dân cho rằng việc làm đơn phương và sai trái này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước. Việc báo về chủ quyền đất nước là vấn đề thiêng liêng nhất. Cho nên những cái diễn biến phức tạp không chỉ riêng của Trung Quốc và cả các nước khi động đến một quốc gia, một lãnh thổ quốc gia, thì chúng ta phải đấu tranh.
Tất nhiên là chúng ta đấu tranh bằng cái biện pháp hòa bình, bằng cái con đường ngoại giao, có lý có tình, có cái trên cái chủ quyền quốc gia và trên cái lễ phải. Đối với tôi đó, thì một người dân của Việt Nam và nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc đã có mối quan hệ từ trước đến nay tốt, nhưng mà bây giờ đương nhiên nhà cầm quyền Trung Quốc đi làm những điều đó làm cái tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc đó, sức mẻ to lớn, sự ảnh hưởng cái mối bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như được hưởng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong suốt những ngày qua, nhiều người dân Việt Nam thẳng thắn yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, sớm chấm dứt và không tái diễn lại những hành động như vừa qua. Phản ứng trước hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu HG981 trong vùng biển thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời va chạm với tàu của cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và cảnh báo Bắc Kinh rằng đây là những hành động mang tính khiêu khích và gây bất ổn tại khu vực. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington ngày hôm qua, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định, những hành động đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông là cách hành xử nguy hiểm và mang tính hăm dọa. Dựa trên tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông, việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan vào vùng biển này là hành động gây hấn và không có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. Chúng tôi cực kỳ quan ngại về cách hành xử và hăm dọa nguy hiểm của các tàu Trung Quốc tại vùng biển này. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, hành xử một cách an toàn và thích hợp, giải quyết các yêu sách chủ quyền một cách hòa bình, thông qua giải pháp ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng trong ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã ra thông cáo báo chí nêu rõ, việc Trung Quốc quyết định hạ đặt giàn khoan thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam, cùng với việc triển khai hàng chục tàu hải quân để hậu thuẫn cho hành động mang tính khiêu khích này là đáng quan ngại và chỉ nhằm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Việc tàu Trung Quốc bao vây và đâm vào các tàu của cảnh sát biển Việt Nam là hành vi hung hăng và hiếu chiến. Trung Quốc phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động đơn phương hòng thay đổi nguyên trạng này. Các hành động của Trung Quốc dựa trên những yêu sách lãnh thổ không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Sự thực là hành động của Trung Quốc diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã được xác định rõ ràng theo luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Nhật Bản cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc với tàu của cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Hòa bình và thịnh vượng ở Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và các nước đều mong muốn giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua đối thoại. Chúng tôi vô cùng lo ngại khi biết tin nhiều chiếc thuyền của Việt Nam bị hư hỏng và đã có nhiều người bị thương. Chúng tôi nhận định sự việc lần này là hành động đơn phương xâm phạm biển đảo có tính chất khiêu khích của Trung Quốc và hành động này diễn ra trong vùng biển đang có nhiều bất ổn, càng làm tăng thêm căng thẳng cho khu vực. Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Trước đó ngày hôm qua, bình luận về việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh hành động của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và khiến Nhật Bản quan ngại. Ông Kishida cũng kêu gọi tránh mọi hành động đơn phương trên Biển Đông. Báo chí thế giới thì trong những ngày qua cũng đã đồng loạt đăng tải các tin tức và các bài bình luận về sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu HG981 trong vùng biển thuộc thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời va chạm với tàu của cảnh sát biển Việt Nam và tàu kiểm ngư của Việt Nam. Các báo đều nhận định đây là hành động mang tính khiêu khích nhất của Trung Quốc trong thời gian qua. Cuộc họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức chiều hôm qua đã trở thành tin tức được đưa trên hầu hết các báo và kênh truyền hình lớn của thế giới như Reuters, AP, BBC, NHK. Hãng tin Reuters viết, việc hạ đặt một cấu trúc lớn như giàn khoan HG981 tại khu vực này được giới phân tích đánh giá là một bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Bài báo cũng nhận định, hành động này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động ảnh hưởng ngoại giao và quân sự trong khu vực, khiến dư luận thêm lo ngại về nguy cơ xung đột có thể xảy ra. Phóng viên Greg Toros của hãng Reuters
có cuộc phỏng vấn với học giả Ian Storey, một nhà nghiên cứu về Đông Nam Á của Singapore. Trong đó, ông Storey cảnh báo việc đặt giàn khoan của Trung Quốc đã đặt ra cho khu vực một viễn cảnh vô cùng nguy hiểm. Đăng bức ảnh tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam, tờ Toàn Cầu và Thư Tín của Canada đã coi hành động các tàu quân sự của Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu của Việt Nam là một sự leo thang nguy hiểm trong vùng biển được xem là một điểm nóng toàn cầu. Tờ Nhật báo Phố Uôn trích ý kiến của ông Therese Folong, một nhà nghiên cứu có uy tín thuộc Viện Nghiên cứu Á Châu có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ, cho rằng Bắc Kinh đã vượt qua một làn danh quan trọng khi đưa giàn khoan thăm dò vào vùng biển của Việt Nam cùng hàng chục tàu tuần tiễu yểm trợ, tạo ra ác mộng với ngành năng lượng trong khu vực và khiến cho Việt Nam bất bình. Còn trên tạp chí Thế giới đa cực của Nga, chuyên gia Dmitry Mozyaskov, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN, Australia và Châu Đại Dương thuộc Viện Phương Đông đã phân tích hành động nguy hiểm của Trung Quốc trên vùng biển Đông, đặc biệt là khi đặt giàn khoan trong hải phận được công nhận của Việt Nam là theo công ước là vi phạm công ước về luật biển năm 1982. Hành động này không chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở Biển Đông mà còn đi ngược lại kế hoạch xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Đông Nam Á. Các chính trị gia ở Bắc Kinh phải có trách nhiệm đặt lên bàn cân giữa cuộc tìm kiếm dầu với kết quả không rõ ràng và một mối nguy hiểm mới trong quan hệ với Việt Nam và các nước ASEAN. Trong bài viết mới nhất, giáo sư kinh tế Ano Sova, Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Lâm Khoa học Nga cũng cho rằng hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Bài báo trích dẫn các ý kiến của nhiều chuyên gia quốc tế có chung quan điểm về sự xâm phạm của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đồng thời nhắc đến dự thảo Quy tắc ứng xử Biển Đông năm 2013 tại Brunei mà Trung Quốc đã nhất trí cùng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhưng Trung Quốc đã không giữ lời. Sự kiện phía Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng đang được dư luận Nhật Bản hết sức quan tâm. Ngày hôm nay, tất cả các tờ báo lớn của Nhật Bản đều đưa trên trang nhất thông tin về những diễn biến mới nhất trên Biển Đông. Nhật báo Yomiuri đã đưa tin về cuộc họp báo quốc tế của chính phủ Việt Nam lên án hành động của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Yomiuri cho biết tình hình Biển Đông đã nóng lên kể từ khi Trung Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm, khai thác dầu tại Biển Đông hồi đầu tháng này. Hành động này cũng châm ngòi cho bầu không khí căng thẳng trong khu vực. Nhật báo Asahi có loạt bài phân tích về tình hình Biển Đông và tham vọng của Trung Quốc. Asahi nêu rõ, giàn khoan dầu và các tàu của Trung Quốc đã đi kèm đã xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ từ phía Việt Nam. Tờ báo này nhấn mạnh, dựa trên sức mạnh kinh tế và quân sự, Trung Quốc đang muốn dùng vũ lực để áp đặt cái gọi là đường chín đoạn nhằm khống chế phần lớn Biển Đông, khu vực được xem là giàu tiềm năng về dầu mỏ và hải sản. Trên kênh truyền hình NHK của Nhật Bản cũng đưa tin chi tiết về những diễn biến trên Biển Đông và cho biết Việt Nam sẽ nêu vụ việc này tại hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 10 đến 11 tháng 5 tới đây tại Myanmar trong bối cảnh Trung Quốc vẫn khăng khăng duy trì các hoạt động khai thác dầu tại Biển Đông. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã khẳng định Việt Nam sẽ dùng mọi biện pháp có thể, phù hợp, cần thiết để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Các học giả đánh giá đây là một thái độ mềm dẻo nhưng kiên quyết và có nguyên tắc để đạt được mục đích là bảo vệ đến cùng và cho bằng được chủ quyền quốc gia. Trong đó cái tốt nhất là đấu tranh bằng pháp lý và các biện pháp hòa bình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.